Ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng bằng khen cho 3 cán bộ thuộc tỉnh Lào Cai do có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng chống và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả của bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đối với ông Hoàng Văn Diệp, trưởng thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, ông Châu Văn Chun, ông Ma Xeo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng, là người gương mẫu có uy tín trong cộng đồng. Ông Chứ đã tổ chức kiểm tra và phát hiện vết sạt lở đất, kiên quyết vận động 115 người dân di rời đến nơi an toàn. Việc này tránh được thảm họa sạt lở đất xảy ra ngày 10 tháng 9 tại thôn đã làm 6 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, 15 ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Còn ông Châu Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Hung, đã quyết định kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể trong công tác ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão số 3. Đặc biệt vào sáng 9 tháng 9, nhận được thông tin trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bát Sát có nguy cơ sạt lở, ông Trung đã tiếp cận đánh giá tình hình, sau đó ông kịp thời báo cáo lãnh đạo huyện di chuyển khẩn cấp. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định tối 7 tháng 10 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi giả mạo công an để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của một gái mại dâm. Trước đó, Hùng quen một nữ nhân viên phục vụ tên là TTL, sinh năm 1986, trú tại tỉnh Hà Nam, tại một quán karaoke ở thành phố Thái Bình. Sau đó, hai người đã có thỏa thuận mua bán dâm với giá 2 triệu đồng. 3 ngày sau, Hùng hẹn chị L sang Nam Định gặp mặt. Hùng tự xưng là cán bộ công an huyện Nam Trực có tên là Nguyễn Anh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ bắt gái mại dâm và đe dọa chị L phải chuyển khoản 100 triệu đồng để không bị phạt tù. Đối tượng còn lấy còng số 8 đe dọa còng tay. Bị đe dọa uy hiếp dồn dập, chị L đã phải vay mượn người thân được 30 triệu đồng và chuyển khoản cho đối tượng. Số tiền còn lại, đối tượng cho nạn nhân thời hạn 3 ngày phải chuyển nốt. Nghi ngờ đối tượng giả danh công an, ngày 23 tháng 9, chị L đã làm đơn trình báo công an huyện Nam Trực. Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã khẩn trương vào cuộc xác minh đối tượng giả mạo công an tên thật là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thịnh, huyện Nam Trực, là lao động tự do và trong điện thoại theo dõi quản lý về hình sự của công an huyện. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Trực đã bắt giữ đối tượng Hùng cùng tang vật xe ô tô còng số 8, phong tỏa tài sản của đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận đã mua còng số 8 trên mạng xã hội để giả danh công an, đe dọa, uy hiếp, cưỡng đoạt tiền của gái mại dâm. Do đặc thù công việc này nhạy cảm, nên các cô gái thường không trình báo cơ quan chính quyền. Hiện Công an huyện Nam Trực đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định hủy kết quả lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát, gồm Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, Tây Đằng, Minh Châu, huyện Ba Vì và mỏ Châu Sơn, huyện Ba Vì, với giá gần 1.700 tỷ đồng. Theo đó, nguyên nhân dẫn đến quyết định trên là do nhà thầu vi phạm quy định của luật đấu thầu. Cụ thể là cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong các hồ sơ liên quan nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu nhà đầu tư. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội chủ trì cùng với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, đảm bảo đúng quy định. Phòng khoáng sản chủ trì cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội và các đơn vị liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kết quả thực hiện. Trước đó, hai ngày 5 tháng 11 và ngày 6 tháng 11 năm 2023, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát Thượng Cát, Tây Đằng, Minh Châu và Châu Sơn. Kết quả có 3 đơn vị trúng thầu với giá tổng số tiền là khoảng 1.700 tỷ đồng, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Tháng 5 năm 2024, trong văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả rà soát quy trình đấu giá 3 mỏ cát trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, thông qua việc đối chiếu giá vật liệu xây dựng cho thấy, 1 mét khối cát chưa khai thác ở 3 mỏ cát này đã cao hơn, thậm chí cao gấp nhiều lần so với giá cát đến chân công trình. Do vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, việc này dẫn đến các dự án khai thác tại 3 mỏ cát này không thể có lợi nhuận. Khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án đầu tư sẽ vừa không đạt tiêu chí về lợi nhuận kinh tế, có thể tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội. Chiều 7 tháng 10, theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, những ngày gần đây, số ca bệnh hô hấp ở trẻ em trên địa bàn thành phố gia tăng. Tuy nhiên, đây là do các tác nhân siêu vi thông thường gây ra như virus hợp bào hô hấp, adeno, cúm mùa, thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, không phải là một bệnh hô hấp mới như một số cơ quan báo chí đăng tải.
Theo thống kê từ Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 6 tháng 10, số lượng trẻ em đến Bệnh viện Nhi đồng 1 điều trị viêm tiểu phế quản là 4.693 ca, tương đương 192% so với cùng kỳ năm 2023. Số trẻ em viêm phổi là 8.176 ca, tương đương với 90,8% so với cùng kỳ năm 2023. Thông thường, giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm, số lượng trẻ em nhập viện do các bệnh lý hô hấp đều có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do các siêu vi thông thường như rhinovirus, virus bào hô hấp, adeno, cúm mùa. Các bệnh hô hấp thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus và vi khuẩn phát triển. So với trong vòng 5 năm từ năm 2019 đến năm 2024, số lượng trẻ em mắc bệnh hô hấp năm 2024 không biến động đáng kể. Số bệnh nhi viêm tiểu phế quản dao động khoảng 5.000 trường hợp trên một năm và viêm phổi dao động khoảng 10.000 trường hợp trên một năm. Tình trạng cũng tương tự tại các bệnh viện có khoa nhi khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định tình hình bệnh hô hấp tại thành phố vẫn đang được kiểm soát tốt và chưa có dấu hiệu bất thường so với các năm trước. Những ngày qua, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long chật vật đối phó với con nước triều cường cuối cùng trong năm khiến cho việc đi lại, sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn. Mực nước lên rất cao cộng với những trận mưa lớn khiến nước rút không kịp, nhiều tuyến phố bị ngập sâu khiến giao thông tắc nghẽn cục bộ. Theo đó, nhiều đoạn trung tâm thành phố Cà Mau bị ngập nặng khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Theo người dân ở đây cho biết, đây là đợt triều cường cuối của năm, mực nước thường dâng cao hơn, trong khi mấy ngày qua mưa lớn nên nước rút rất lâu. Còn lại thành phố Cần Thơ, đường Trần Văn Hoài, hai tuyến đường song song của trung tâm thành phố là 30 tháng 4 và 3 tháng 2 không còn bị ngập do thành phố đã đầu tư hệ thống ngăn triều cường hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên, do tuyến đường cách mạng tháng 8 từ quận Ninh Kiều đi quận Bình Thủy nằm dọc sông Khai Luông rất rộng, nên thành phố Cần Thơ chưa đầu tư được hệ thống cống ngăn triều. Vì vậy, trong đợt triều cường đầu tháng 10, nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu. Sau đây là tuyến đường lớn nên lưu lượng người lưu thông rất đông, khiến việc đi lại của người dân rất chật vật. Dọc những đường bị ngập, lực lượng cảnh sát giao thông, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên túc trực để điều tiết, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân đi qua. Đài khí tượng Thủy văn Cần Thơ cho biết, trong đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch, mực nước tại trạm Cần Thơ vượt báo động 3 từ 1 đến 11cm. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa lớn trong ngày 8 tháng 10. Tuy nhiên, lượng mưa không bằng các đợt trước nhưng cần đề phòng nguy cơ sạt lở vùng đất đồi núi, đèo dốc, đặc biệt là ở khu vực huyện Phú Lộc. Ngày 8 tháng 10, tại địa bàn Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa lớn, mặc dù lượng mưa không bằng những đợt trước đó, nhưng cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất. Trước đó, vào chiều tối 6 tháng 10, tại địa bàn huyện Phú Lộc đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cụ thể, khu vực núi Bạch Mã lượng mưa 112,4mm, vườn quốc gia Bạch Mã 79mm. Mưa được dự báo tiếp diễn tại khu vực này với mức phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa lớn nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở huyện Phú Lộc, nhất là tại địa bàn xã Lộc Trì. Cơ quan chức năng lưu ý nguy cơ sạt lở có thể xảy ra ở khu vực đèo Phước Tượng, đèo Phú Gia, đường đi lên đỉnh Bạch Mã, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến sinh hoạt đi lại của người dân.